Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin sách ông Trọng viết có thể truyền cảm hứng niềm tin vào chủ nghĩa xã hội hay không. Cuốn sách Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân. Đây là nhận định đăng vào hôm 17 tháng 7 trên báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tờ báo này, cuốn sách của ông Trọng đã có phần làm sâu sắc thêm những quan điểm, tư tưởng của Tổng Bí thư, truyền cảm hứng, vững tin vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Dũng, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ lâu năm cho rằng, việc ca ngợi sách của lãnh đạo là lề lối tuyên truyền xưa nay mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay áp dụng. Ông nói, đối với các trí thức thì ngày nay tôi tin là không có một trí thức nào bỏ tiền ra mua sách đó cả. Đó chỉ là báo tốt nhất cho mấy những lời tuyên truyền kiểu đó có hiệu quả hay không mà thôi. Đây là hình ảnh sách về ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra mắt vào hôm 20 tháng 6 năm 2019. Và người ta có cần hay không, câu hỏi được đặt ra, có nhu cầu tìm hiểu hay không. Nhưng mà ở một bộ phận người dân nào đó, ở sâu xa chẳng hạn, thì cái đó có thể vẫn còn tác dụng. Nhưng người làm chính trị không phải làm trong thời gian ngắn hạn. Nếu người ta muốn thật sự đi vào lòng dân tộc, thì người ta phải nhìn xa hơn rất nhiều. Cho nên, nhìn theo hướng đó có thể nói, những loại sách như vậy vừa không hợp thời, vừa không tốt gì cho dân trí cả. Nó chỉ phục vụ thuần túy cho chính trị ngắn hạn mà thôi. Cũng theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, tất cả những tuyên truyền muốn vào lòng dân thì đầu tiên phải là thật. Người ta thấy làm thật có tác dụng thật. Còn hiện nay nếu nhìn theo khía cạnh đó thì có quá nhiều hạn chế. Ngay cả người trong đảng cũng đã cho rằng nó một đằng là một nẻo. Chuyện đó là rất bình thường. Còn theo ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, khi trả lời đài FA từ Hà Nội hôm 18 tháng 11 thì cho rằng niềm tin vào chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ lâu đã không còn. Ông nói, thật ra bây giờ có niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thì nó không còn nữa. Vì đa số nhân loại, trong đó có giới trí thức, đã khẳng định tư tưởng của Marx chứ không phải của chủ nghĩa Marx. Mà ông Marx cũng khẳng định tôi không có chủ nghĩa, cho nên ông Trọng nói chủ nghĩa là vớ vẩn. Nói sai, không ai tin được. Đây là hình ảnh mộ các Marx ở Anh nhiều lần bị quét sơn đỏ và bị đập bằng búa bởi người dân. Tượng Lenin cũng bị người dân kéo sập ở Nga và rất nhiều quốc gia ở Đông Âu sạch bóng những tượng này. Thứ hai, lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản hay tư tưởng Marx về chủ nghĩa cộng sản đã thay đổi nhiều lần. Và những luận điểm lớn nhất của Marx là vị trí giai cấp công nhân, người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Nhưng đây là nhóm người thấp kém trong xã hội thì làm sao có thể thay đổi thế giới cho được, ông nói. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, đó là luận điểm của ông Marx nhầm lẫn. Ông Mai đưa ra dẫn chứng như sau. Vì ông Marx nói nhầm như thế vào cuối đời khoảng 30 năm sau khi ông viết Tuyên ngôn Cộng sản thì ông đã nói rằng một khi giai cấp vô sản cướp được chính quyền thì họ sẽ thúc đẩy một chế độ quỷ trị để cho một nhóm nhỏ thay mặt họ cai trị họ và ngay lập tức họ rơi vào sự lừa dối, lừa bịp và lệ thuộc. Sau một hồi hưng phấn cách mạng trong kiểu nhà nước mới, tức kiểu Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô, thì họ tỉnh dậy thấy mình là lô lệ, là con rối, con mồi hay nạn nhân của những tham vọng mới. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng luận điểm của Marx về giai cấp công nhân cho đến nay là chính xác. Theo ông Mai, không một chế độ cộng sản nào trên thế giới đã có một chính sách thành công đối với giai cấp công nhân. Ông Mai nói tiếp như sau. Hiện giai cấp công nhân ở các nước cộng sản là giai cấp bần cùng nhất, tội tình nhất, khổ sở nhất. Đó là thực tế và Việt Nam đã đi theo con đường tội ác này thì làm sao có niềm tin. Báo Nhân dân là nịnh nọt, không đáng tin, cho nên nói niềm tin vào chủ nghĩa xã hội như vậy là nhảm nhí và tội lỗi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bài viết sách báo ca ngợi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí nhà nước đăng tải và xuất bản. Đây là hình ảnh từ vài chục năm qua trên các sạp báo bảng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hầu như không thể tìm được một tờ báo Nhân dân. Lý do là không có người dân nào muốn đọc và muốn bỏ tiền ra mua tờ báo có tên là Nhân dân, nhưng lại là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đầu tiên, khi ông Trọng kiêm luôn chức chủ tịch nước là sách có nhan đề Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, do báo Nhân dân phối hợp với nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Sự thật xuất bản. Sau đó là nhiều bài báo đồng loạt đăng bài ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Đơn cử là bài đăng cho rằng suy nghĩ của ông Tổng Bí thư là suy nghĩ của toàn Đảng, toàn dân. Khi cho rằng sau hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức tại trụ sở Trung ương Đảng thì toàn dân đồng lòng với ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vân vân. Trong khi cũng không hề có cuộc khảo sát hay thống kê nào cho thấy những điều ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra cùng với lối suy nghĩ của người dân và ngay cả đảng viên Đảng Cộng sản có hay không như vậy. Nhà văn Phạm Đình Trọng khi trả lời Đài Á Châu Tự Do thì cho rằng họ vẫn giữ tư duy theo lối cũ, rõ ràng đây là một cái tư duy có từ những năm 60 của thế kỷ trước, mà họ vẫn làm, không có gì thay đổi. Bây giờ là thời đại của Internet, công nghệ thông tin thì làm sao nó phù hợp cho được, trong hiện nay thông tin luôn mới trong một thế giới đầy biến động. Bây giờ vẫn cứ nhìn nhận theo một cách áp đặt như thế thì không thể được. Không chỉ viết sách viết báo để tuyên truyền ca ngợi lãnh đạo Cộng sản, đôi khi chỉ một câu nói được cho là nịnh bợ của cấp dưới cũng được ban tuyên giáo chỉ đạo báo chí đăng hàng loạt để tuyên truyền. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đang ngồi tù và nhận hối lộ. Ông Tuấn chính là tác giả của cuốn sách Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong công tác cán bộ. Đây cũng là một minh chứng cho thấy sách viết về người đứng đầu nhà nước Việt Nam hiện nay sẽ chỉ mang tính tuyên truyền ca ngợi Đảng Cộng sản và ca ngợi lãnh tụ, chứ không phản ánh đúng với ý của nhân dân. Cách tuyên truyền của Đảng Cộng sản hiện nay là buộc người dân phải chấp nhận cái mà người ta đã chọn sẵn cho dân. Tuy nhiên, theo nhà văn Phạm Đình Trọng, người dân bây giờ đã thức tỉnh, mỗi người đều có quan niệm, chính kiến riêng và người dân tự chọn thông tin cho họ, chứ không thể tiếp tục áp đặt được. Ông nói, xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đó là lời thú nhận đầy trăn trở ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một phiên họp tổ tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 vào hồi tháng 10 năm 2013. Câu nói đó đã phơi bày một sự thật là các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chẳng có lấy một kế hoạch nào cho đất nước này cả. Thay vì thế, người ta hy vọng là đến một lúc nào đó, rốt cuộc, Việt Nam cũng có thể đạt được mục tiêu mà họ mong muốn. Còn luật sư Vũ Đức Khanh thì bình luận về câu nói thẳng thắn của Nguyễn Phú Trọng rằng cuối thế kỷ này vẫn chưa có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là hình ảnh một số đầu sách khác của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hồi đó cũng đã có nhiều phát biểu đầy hứng khởi như nhìn tổng quát đất nước ta có bao giờ được như thế này không? Rồi, hiếm khi có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như đảng ta. Hoặc là mây đen bao phủ trên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã cao hứng trổ tài văn chương rằng đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được, và với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày hôm nay. Rồi, hiếm khi có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân đã dành một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói thêm, bạn bè quốc tế khâm phục, ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam, vân vân và vân vân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021 với bản tin Sách Công Trọng viết có thể truyền cảm hứng, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bữa ăn rất vàng của ông Bộ trưởng Tô Lâm lại lên báo quốc tế. Sự kiện Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bữa tối với miếng thịt bò rát vàng đắt đỏ ở Anh Quốc hơn 1.000 đô la khiến cho giới truyền thông tự do trong nước và quốc tế hào hứng suốt hơn một tuần vừa qua. Cũng bởi vì Việt Nam là đất nước có thu nhập thấp và chính sách phong tỏa bạo lực khắc nghiệt,
khiến người dân quá khốn khổ trong cơn đại dịch này. Lý do khác là giới truyền thông trong nước hoàn toàn bị khóa lưỡi khi im bặt, không dám đăng tin, cũng như các lãnh đạo cộng sản lại càng né tránh, không dám đề cập, bất chấp dư luận cả nước tiếp tục bình phẩm và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mới đây, bữa ăn dát vàng của Bộ trưởng Tô Lâm ở Anh lại tiếp tục được báo chí quốc tế đăng tải sau khi một Facebooker ở Đà Nẵng bị công an triệu tập vì đăng video bắt chước điệu bộ của đầu bếp Zip B rắc muối cho thịt bò dát vàng của ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh hãng thông tấn Reuters phát video thánh rắc hành của ông Bùi Tuấn Lâm kèm theo bài viết với tựa đề Cảnh sát Việt Nam triệu tập người bán bún vì làm video nhại thánh rắc muối. Hôm 16 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệu tập ông Bùi Tuấn Lâm chỉ 5 ngày sau khi ông này đăng một video lên trang Facebook cá nhân nhại lại động tác của thánh rắc muối Zip B. Ông Bùi Tuấn Lâm tự gọi mình là thánh rắc hành. Trong video của mình, ông Lâm đã nhại lại động tác rắc muối và dáng đi của đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ trong bữa ăn đáng giá gần 2.000 đô la của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại nhà hàng nổi tiếng, sang trọng và xa hoa vào hồi đầu tháng nhân chuyến thăm và tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Anh và Pháp. Theo tờ báo The Guardian của Anh viết, hình ảnh bữa ăn dát vàng của ông Tô Lâm đã gây xôn xao cả ở trên mạng Internet lẫn bên ngoài mạng ở Việt Nam, với rất nhiều người thắc mắc làm thế nào một quan chức cấp cao lại cho phép mình bị quay phim khi đang ăn món ăn đắt tiền như vậy và khi có những trấn áp tham nhũng trong nước. Còn tờ đạo báo Daily Mail của Anh thì có bài với tựa đề Người bán bún bò bị cảnh sát Việt Nam triệu tập vì nhại Zip B vài ngày sau khi có những bất bình liên quan đến video của Bộ trưởng Việt Nam ăn bò dát vàng trị giá tới 1.450 bảng Anh tại nhà hàng của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ ở London. Bài báo viết rằng công an ở Việt Nam thường xuyên triệu tập các nhà hoạt động và người dân công khai chỉ trích Đảng Cộng sản cầm quyền để tra hỏi. Lâm, người đã từng chỉ trích các giới chức trên Facebook, nói rằng ông ta đã lên tiếng vì một xã hội tốt đẹp hơn và công an trước đó đã triệu tập ông lên làm việc vào tháng 4 mà không nói nguyên nhân vì sao. Hãng tin Reuters cũng có bản tin ngắn về vụ việc mới và được tờ báo của Singapore đăng tải. Các trang tin như Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng, Bangkok Post và rất nhiều tờ báo khác cũng có bài viết về vụ việc này. Một số trang tiếng các nước khác như Ý hay Thổ Nhĩ Kỳ cũng đăng các tin liên quan. Thậm chí hình ảnh này còn được đưa lên của đài truyền hình tại Nhật Bản. Đây là hình ảnh với từ khóa tìm kiếm bằng tiếng Anh cảnh sát triệu tập người bún bò cho thấy hàng loạt các trang báo lớn quốc tế đăng bài về ông Bùi Tiến Lâm bị triệu tập vì dám nhại thánh rắc muối. Vào hôm 5 tháng 11 vừa qua, sau khi video Bộ trưởng Tô Lâm được đầu bếp Zip B bón cho ăn món thịt bò dát vàng, được đưa lên TikTok và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và Facebook, nhiều hãng tin quốc tế cũng có bài viết. Theo tờ báo The Sun, thậm chí còn gọi món bò dát vàng của ông Tô Lâm là bò cộng sản. Các trang báo quốc tế cũng đặt câu hỏi tại sao một ông bộ trưởng có mức lương chỉ khoảng 700 đô la một tháng lại có thể ăn một bữa ăn lên đến gần 2.000 đô la. Nhất là vào khi người dân trong nước vừa trải qua nhiều tháng trời phong tỏa vì đại dịch. Nhiều người mất việc làm, không có ăn. Truyền thông quốc tế cũng cho biết truyền thông Việt Nam hoàn toàn im lặng trước thông tin này. Các hãng tin nước ngoài đã liên hệ với Bộ Công an và Công an Đà Nẵng để xin phản ứng về những thông tin mới liên quan đến bữa ăn của ông Tô Lâm, nhưng chưa nhận được phản hồi nào. Anh Bùi Tuấn Lâm, 38 tuổi, sống tại thành phố Đà Nẵng, cho biết ý định làm video quay cảnh anh thực hiện việc thái thịt bò luộc và rắc hành lá rực rỡ vào tô phở, không phải để chế nhạo bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Anh nói, đoạn video tôi thực hiện chỉ nhằm mục đích giải trí và để quảng bá cho món quán phở bò của tôi. Nhiều khách hàng đến hơn kể tỷ khôi khi tôi đăng video, anh Lâm chia sẻ cho biết. Đây là hình ảnh, bên trái là ca sĩ Duy Mạnh đăng nhại thánh rắc muối khi ăn thịt bò tại nhà hàng. Bên phải là một Facebooker cũng tự quay video nhại rắc muối lên miếng thịt bò tại nhà riêng. Hiện nay có rất nhiều Facebooker tự quay video rắc muối xem như một trò giải trí đang dần dần trở nên phổ biến ở Việt Nam. Và việc thực hiện việc video bắt chước hành động rắc muối đó, theo ông Lâm,
có chăng chỉ khiến phía công an cảm thấy thêm phần tức tối, ông nói. Với tôi thì tôi nghĩ rằng cái clip đó nếu như có ảnh hưởng gì thì cũng chỉ là cái sự bức bối trong cái việc họ đi đưa giấy triệu tập thôi. Chứ còn tôi nghĩ thì cái giấy ấy, triệu tập ấy nó đã có cái suy nghĩ của người ta từ trước rồi, chứ không phải vì tôi làm clip này mà bị triệu tập. Dù không cho rằng hành động bắt chước thánh giặc muối của bản thân, đặc biệt là trong bối cảnh vụ việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng đang gây xôn xao dư luận là nguyên nhân chính của việc bị triệu tập, nhưng ông Bùi Tuấn Lâm không thể tìm ra nguyên nhân nào khác dẫn đến sự việc bản thân bị phía công an tìm đến. Được biết với cái tên Peter Lâm Bùi trong giới hoạt động xã hội ở Việt Nam, ông Bùi Tuấn Lâm từng là một trong những nhà hoạt động năng nổ trong các vấn đề như nhân quyền, dân oan hay thiện nguyện. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm mặc áo nâu u với biểu ngữ phản đối Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam trong một lần biểu tình cùng với các nhà hoạt động xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh vào hồi năm 2015. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, ông Bùi Tuấn Lâm đã mở quán bún bò ba cô gái ở Đà Nẵng như là nghề mưu sinh chính với gia đình có ba cô con gái nhỏ. Với tâm trạng nửa mừng nửa lo vì bất ngờ trở nên nổi tiếng, được lên báo quốc tế, mừng vì có người quan tâm, thông cảm, nhưng cũng lo lắng vì công an Việt Nam có lối hành xử ngang ngược, tùy tiện, bất chấp pháp luật, có thể đàn áp, quấy nhiễu cuộc sống bình yên của mình. Thậm chí có thể bị tù đầy như nhiều người bất đồng chính kiến khác. Trên trang Facebook cá nhân, ông Bùi Tuấn Lâm chia sẻ như sau. Thiệt tâm hôm qua đến giờ, cũng nhiều anh chị em, cô bác hỏi thăm. Người thì động viên, người thì ủng hộ, và cũng nhiều người lo lắng cho mình. Thiệt lòng xin cảm ơn tất cả. Chỉ một chút tâm sự với những ai quan tâm và lo lắng cho cái sự nổi đột ngột của mình. Vì hơn ai hết, họ hiểu chính quyền này và mình cũng hiểu điều đó. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi, mình sẽ không bị họ bắt vì cái lý do clip thánh giặc muối đầu. Có ngu thì mới làm điều đó. Nhưng mình nghĩ họ đủ khả năng để tạo ra một chuyên án với một cái tội rất ất ơ nào đó. Ví dụ như điều 258 và bắt nhốt mình hiểu chế độ này mà. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đớp miếng thịt bò rất vàng trị giá 1.000 đô vẫn tiếp tục khiến dư luận thích thú bình luận, trong khi báo chí trong nước không dám hé răng. Anh nói tiếp, nhưng mình luôn bình an, cái gì đến nó sẽ đến, mà không đến thì nó sẽ không đến. Mình như con cá trong chậu ấy mà, họ đã tịch thu passport và cấm mình xuất cảnh khỏi Việt Nam gần 8 năm nay, thì đối với họ, nếu thích thì hốt mình lúc nào chả được. Nên mình cứ luôn luôn bình thản trước mọi chuyện. Ngày mai vẫn phải thức dậy sớm, nấu bún bò, bán kiếm tiền, nuôi con. Mình đặt tất cả sự việc của cuộc đời trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa, và mình luôn tin tưởng rằng điều gì đến với bản thân mình, dù có không như ý mình muốn, thì đó vẫn là điều tốt nhất mà Chúa muốn mình đón nhận. Ông Bùi Tuấn Lâm đã bày tỏ thái độ như một quyết định sẵn sàng đón nhận những biện pháp đe dọa mạnh tay hơn từ chính quyền sau khi ông từ chối đến làm việc theo giấy triệu tập chính thức, nhưng lý do lại mơ hồ, không ghi rõ là ông đã có những vi phạm cụ thể gì hoặc vấn đề liên quan đến vụ án hình sự nào. 8 năm trước đây, cơ quan công an Việt Nam cũng đã từng thẩm vấn rồi tịch thu hộ chiếu của ông không có thời hạn và cũng không đưa ra bất cứ một văn bản quyết định hành chính nào. Đây cũng là lối làm việc mập mờ, ngang ngược của ngành tư pháp Việt Nam, không chỉ đe dọa những người bất đồng chính kiến, mà bất cứ công dân nào cũng có thể bị phiền nhiễu theo kiểu như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2021 với bản tin Bữa ăn rất vàng của ông Tô Lâm lại lên báo quốc tế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.